Năm 2020, gia đình bà Ca Phiếu ở xã Nịnh Thuận Hạ, huyện Đức Trọng chuyển 8.000 m2 rau màu sang trồng chuối. Giống chuối bà chọn trồng trên vườn là chuối La Ba được thị trường yêu thích. Để quyết định rẽ hướng như vậy, bà Phiếu đã phải tìm kiếm hợp đồng đầu ra trước khi bắt tay vào trồng. Theo đó, bà ký hợp đồng với một cơ sở thu mua tại xã Hiệp An, huyện Đức Trọng với giá thu mua cố định từ 4.000 đến 4.300 đồng một ký chuối tươi. Bình quân mỗi tháng, bà thu 100 buồng chuối, mỗi buồng từ 30 đến 35 kg, mang lại nguồn thu nhập khá ổn định. Liên kết trong sản xuất, nhất là với cây chuối, loại cây trồng quen thuộc với từng nhà, từng người, đã và đang mở ra nhiều cơ hội cho bà con nông dân. Bởi nếu trồng nhỏ lẻ, tự phát, sẽ rất khó tìm đầu ra, rất khó để duy trì sản xuất với giá cả bấp bênh. Vậy nên những hợp đồng liên kết bảo đảm từ cây con giống, kỹ thuật trồng trọt đến bao tiêu toàn bộ sản phẩm là chìa khóa để giúp bà con nông dân thành công với loại cây trồng quen thuộc này.